Xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với một mẹ bầu nữa trong ca vượt cạn tại phòng sinh mổ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, đó là mẹ bầu Đặng Kiều Anh. Ca sinh mổ ngày hôm nay được các bác sĩ chuyên khoa của chúng tôi đánh giá khá đặc biệt vì trước đó mẹ Kiều Anh đã từng có tiền sử bệnh tim bẩm sinh và phẫu thuật thông liên thất. Trước khi vào phòng phẫu thuật thì mẹ Kiều Anh có bày tỏ sự lo lắng, nhưng sau khi được các bác sĩ động viên tinh thần thì mẹ Kiều Anh đã có tinh thần tốt hơn và sẵn sàng cho ca sinh mổ rồi ạ. Mẹ Kiều Anh hãy yên tâm vào chuyên môn và tay nghề của các bác sĩ tại TCI nhé. Và nhân tiện đây, ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn đề cập đến chủ đề liên quan tới trường hợp của mẹ Kiều Anh, đó là phụ nữ mắc bệnh tim bẩm sinh có nên mang thai hay không? Các bạn quan tâm hãy cùng chúng tôi theo dõi livestream để cùng hỏi đáp về chủ đề này nhé. Lúc này thì chị Kiều Anh đã hoàn thành xong các bước gây tê tủy sống và các bác sĩ đang hoàn tất các khâu cuối cùng để bắt đầu vào ca sinh mổ chính. Như các bạn có thể thấy thì ca sinh mổ của chị Kiều Anh cũng như là tất cả các ca sinh mổ khác tại Thu Cúc TCI đều được thực hiện trong phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều, trang thiết bị đầy đủ tiện nghi và các máy móc cần thiết cho việc phục vụ một ca sinh cũng như là đáp ứng kịp thời các trường hợp phát sinh. Nên là mẹ Kiều Anh ơi, mẹ hoàn toàn có thể yên tâm để đón bé rồi ạ. Lúc này thì mẹ chỉ cần thả lỏng, hít một hơi thật sâu, giữ tâm thế thoải mái để chờ đợi thiên thần nhỏ của mình ra đời thôi ạ. Các khán giả đang theo dõi livestream của mẹ Kiều Anh thì hãy thả tim và comment để cổ vũ cho mẹ Kiều Anh được mẹ tròn con vuông nhé. Vâng, phụ trách chính cho ca mổ ngày hôm nay là gương mặt không còn xa lạ đối với các mẹ bầu của TCI nữa rồi. Đó chính là bác sĩ Nguyễn Văn Hà, phó giám đốc kiêm trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Bác sĩ Hà là gương mặt luôn được các mẹ bầu săn đón khi lựa chọn vượt cạn tại Thu Cúc TCI bởi trình độ chuyên môn cũng như là kinh nghiệm lão làng với hơn 40 năm trong nghề. Không chỉ vậy, bác sĩ còn cực kỳ cẩn thận, là bàn tay vàng trong việc khâu thẩm mỹ vết mổ. Nhiều mẹ sinh lần 2, lần 3 tại TCI vẫn luôn dành lời khen cho bác vì vết khâu thẩm mỹ chỉ mảnh như sợi chỉ, gần như là không thấy gì đấy ạ. Lúc này thì ca mổ của chị Kiều Anh đã bắt đầu rồi ạ. Mỗi một ca mổ sinh tại Thu Cúc TCI thì đều được diễn ra trong khoảng thời gian rất nhanh, chỉ khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi là em bé đã được ra ngoài an toàn và cẩn thận. Ekip bác sĩ đang hết sức tập trung vào ca mổ của chị Kiều Anh để có thể nhanh chóng đưa em bé chào đời. Đối với các mẹ bầu khi đăng ký mua gói thai sản tại Thu Cúc TCI sẽ được hưởng các dịch vụ hàng đầu như là bé được ra kể ra với bố mẹ, được chăm sóc sơ sinh 24/24 và tiêm phòng các mũi tiêm đầu đời. Sản phụ cũng được hỗ trợ nhiệt tình bởi đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp và tận tâm. Bệnh viện phục vụ tại giường cho mẹ đầy đủ 3 bữa cơm, đầy đủ calo chi tiết hàng ngày. Ngoài ra thì viện còn chuẩn bị sẵn sàng chỗ nghỉ cho người nhà sản phụ vào chăm sóc. Vâng, và tôi đã nghe thấy tiếng khóc của em bé vang lên rồi đấy ạ. Xin gửi lời chúc mừng tới chị Kiều Anh đã mẹ tròn con vuông. Vâng, mẹ Kiều Anh đã không kìm nổi xúc động, cuối cùng thì em bé đã chào đời bình an rồi ạ. Ngay sau đó thì bác sĩ Nhi sẽ tiến hành thăm khám, kiểm tra những phản ứng đầu đời và sức khỏe tổng quát cho bé. Sau khi được vệ sinh sơ qua một chút thì em bé sẽ được khám tổng quát để bảo đảm sức khỏe và các phản xạ ổn định. Quá trình sẽ được bác sĩ Nhi khoa thực hiện, gồm nghe tim phổi, xem xét các phản xạ tự nhiên, xác định sắc tố da. Vâng, trộm vía là sức khỏe của em bé ổn định. Giờ em bé sẽ được điều dưỡng mặc bỉm, quấn khăn để chuẩn bị đưa đi kiểm tra cân nặng nhé. Đây cũng là một việc làm vô cùng quan trọng để các bác sĩ có thể đánh giá tổng quan về thể trạng lúc chào đời của bé, cũng như là có thể đưa ra cho mẹ những lời khuyên hữu ích về chế độ dinh dưỡng cũng như là chăm sóc em bé sau này. Sau khi cân, trọng lượng quấn khăn của bé là gần 3,3 kg các bạn ạ. Đây là trọng lượng chuẩn đối với trẻ sơ sinh. Qua các bước khám, cân đo, có thể thấy là sức khỏe của em bé ngày hôm nay rất ổn các bạn ạ. Sau khi cân xong thì em bé sẽ được thực hiện da áp da với mẹ. Chắc hẳn đây sẽ là khoảnh khắc mà chị Kiều Anh mong chờ lắm đúng không ạ? Các bạn thấy không, trải qua quá trình vượt cạn nhanh chóng, nhẹ nhàng, không hề đau đớn, mẹ Kiều Anh vẫn có thể tỉnh táo thực hiện áp da cùng con. Trong lúc này thì các bác sĩ vẫn đang thực hiện xử lý khâu vết khâu thẩm mỹ cho mẹ để mẹ có thể yên tâm di chuyển về phòng hồi sức và chăm sóc sau sinh. Và trong thời gian chứng kiến khoảnh khắc riêng tư của hai mẹ con chị Kiều Anh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về chủ đề trong livestream ngày hôm nay, phụ nữ mắc bệnh tim bẩm sinh có nên mang thai hay không?
Như các bạn đã biết thì bệnh lý tim bẩm sinh có thể gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, đặc biệt là với phụ nữ mang thai. Bản thân các bệnh tim mạch lại có nhiều thể và mức độ nặng nhẹ khác nhau. Với nhiều bệnh tim thể nhẹ, việc mang thai hầu như không ảnh hưởng nhiều đến người mẹ. Ngược lại, một số bệnh nhân có bệnh tim nặng chưa được giải quyết hoặc không giải quyết một cách triệt để trước khi mang thai mà vẫn mang thai thì có thể làm tăng nguy cơ tử vong cho cả mẹ và con. Quan điểm trước đây cho rằng khi bạn bị tim bẩm sinh thì không nên lấy chồng. Nếu có lấy chồng thì không nên mang thai và nếu có mang thai thì không nên đẻ. Nếu đẻ thì sẽ không nên cho con bú. Vấn đề đặt ra là bản thân người mẹ phải thực sự hiểu biết, có kế hoạch và chủ động trong việc sinh đẻ của mình. Vì vậy, phụ nữ bị bệnh tim có nên mang thai hay không còn phụ thuộc vào tình trạng và loại bệnh của họ. Chính vì thế, đối với mẹ bầu có bệnh tim bẩm sinh, cần lưu ý một số điều như sau. Cần có chế độ ăn uống có lợi cho hệ tim mạch, tập thể dục đều đặn theo lời khuyên của bác sĩ. Bên cạnh việc khám thai định kỳ, bạn cần đều đặn đến khám chuyên khoa tim mạch và tuân thủ những chỉ dẫn của thầy thuốc. Bác sĩ tim mạch sẽ đánh giá tình trạng bệnh tim của bạn trong suốt quá trình mang thai, phát hiện và xử lý kịp thời các triệu chứng, biến chứng, đảm bảo mẹ tròn con vuông trong suốt thai kỳ. Một số bệnh lý tim mạch đòi hỏi phải cả một ekip chăm sóc bệnh nhân gồm bác sĩ sản khoa, bác sĩ tim mạch, bác sĩ gây mê và bác sĩ nhi. Tùy theo tình trạng bệnh của sản phụ sẽ có chế độ theo dõi đặc biệt khi sản phụ chuyển dạ và sinh con. Vâng, và sau khi áp da với mẹ thì em bé sẽ được điều dưỡng mặc quần áo, đeo bao tay để chuẩn bị ra ngoài gặp bố các bạn ạ. Đối với các mẹ bầu khi sinh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, đồ đạc cá nhân của mẹ và bé sẽ được bệnh viện chuẩn bị đầy đủ. Chính vì vậy, các mẹ sẽ không cần phải lo ngại đến vấn đề chuẩn bị lích kích đồ đạc khi đi sinh đâu ạ. Chúng ta hãy yên tâm tận hưởng những ngày đầu tiên chào đón con đến với thế giới, cũng như là tận hưởng những dịch vụ tốt nhất tại Thu Cúc TCI các mẹ nhé. Đối với mỗi một cuộc sinh tại Thu Cúc TCI thì cả mẹ và bé đều được chăm sóc và hỗ trợ tối đa để hành trình vượt cạn sẽ trở thành kỷ niệm vui và hạnh phúc của cả mẹ và em bé. Hệ thống y tế Thu Cúc TCI với đội ngũ bác sĩ đầu ngành đến từ các bệnh viện tuyến đầu như Sản Trung ương luôn sẵn sàng tư vấn, đưa ra lời khuyên cho mẹ để đảm bảo an toàn cho hành trình vượt cạn. Ngoài ra thì Thu Cúc TCI hiện đang có rất nhiều các gói thai sản phù hợp với các giai đoạn thai kỳ của mẹ, đảm bảo đáp ứng cho mẹ đầy đủ quá trình thăm khám đến lúc sinh. Việc theo dõi thai kỳ sớm và chọn gói sẽ giúp mẹ có sự chuẩn bị chu đáo và đầy đủ nhất về thể chất và tinh thần cho hành trình vượt cạn của mình. Và cũng ở livestream ngày hôm nay, nếu như mẹ bầu nào cũng đang có nhu cầu tư vấn về dịch vụ thai sản chọn gói, cũng như là tìm hiểu các ưu đãi của TCI thì có thể để lại comment ở phía bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ và hỗ trợ mẹ nhanh nhất nhé! Nhìn em bé của chúng ta thật sự rất ngoan, rất đáng yêu đúng không nào? Trong các số livestream của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI thì những khoảnh khắc của em bé khiến các khán giả đang là mẹ bầu thực sự cảm thấy phấn khích. Giờ thì em bé của chúng ta đang chào mẹ để sẵn sàng ra ngoài thực hiện áp da với bố. Em bé được bố đón tay rồi các bạn ạ. Bố có vẻ rất hạnh phúc và cảm thấy hài lòng khi em bé được sinh ra khỏe mạnh và bình an. Đây cũng là khoảnh khắc rất đắt giá mà chúng tôi ghi nhận được qua những số livestream. Các bạn đang theo dõi hãy cùng gửi những lời chúc tới gia đình anh chị nhé. Đây là phòng dành riêng cho bố. Trước khi bố thực hiện việc ra áp da này thì đều được đội ngũ điều dưỡng của viện hướng dẫn cách vệ sinh thân thể sạch sẽ, hướng dẫn tư thế bế em bé sao cho đúng. Thay mặt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình chị Đặng Kiều Anh đã tin tưởng và lựa chọn Thu Cúc TCI đồng hành trên chặng đường đón em bé của mình. Xin chúc mừng gia đình anh chị đã thành công đón thêm một thành viên mới.
Vâng, vậy là hành trình vượt cạn của sản phụ Đặng Kiều Anh đã khép lại. Xin cảm ơn các quý vị khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt livestream ngày hôm nay và hẹn gặp lại ở những livestream tiếp theo của bệnh viện. Xin chào và hẹn gặp lại!